Trở lại với kênh Vũ Điệp, xin gửi lời thân thương chào đến cả nhà nha. Chào các anh em nghiệp và fan của Điệp nha. Cả nhà thấy gì đó không? Thì giờ hôm nay Điệp đi lấy ông nghe cả nhà. Để Điệp đang quán đuốc làm ở ngoài kia rồi. Thì Điệp cũng thành thật gửi lời thân thương đến cả nhà trong suốt thời gian qua đó. Đã xem Điệp và ủng hộ kênh nha. Điệp cũng cảm ơn các anh em đồng nghiệp và fan của Điệp rất nhiều lắm nha. Rồi hôm nay Điệp đi lấy ông. Đây cái con này Điệp cũng có lấy rồi đó cả nhà. Thì có anh trai ảnh điện thoại nè. Anh ấy điện thoại cho Điệp lấy. Mình cũng quấn dây chì nữa của ông Tám. Hôm nay đầu Điệp dùng một đôi giày đinh đó nữa cả nhà. Điệp thấy cái tờ đầu mặt cũng u đó mà không biết làm sao, hồi trước thì nó đóng biệt bị ở ngoài đó. Quá trời luôn, nó đóng ở ngoài đó. Mà Điệp cắt nó khó lắm, tại nhánh nó cong cong cả nhà. Nó cong một chút đi xuống như gì nè anh em. Bò ra nó cũng hơi mệt mà chăng chỗ nhánh đó là đi lên chăng chỗ cái thân cây luôn. Cái thân cây nó đóng ốp đi vô hết trơn như vậy đó. Rồi giờ Điệp lên nó phải Điệp đốt đuốc từ ở dưới gốc nha, Điệp đốt từ ở dưới này nè. Đây cái gòn này cũng quấn chì gai á, nên Điệp khúc đó Điệp ôm không được, nên Điệp phải bắt buộc Điệp đi bằng cái đôi giày đinh nha. Đi đôi giày đinh lên tới đó tụi ông nó có bay ra chắc hết trơn quá. Thấy biết tụi ông nó hay nha, đã thiệt chứ. Mà Điệp thấy có mặt đó mà chắc cũng không có được nhiều đâu. Vì hôm nay gài Điệp cắt mới có được có 19 ngày à. Điệp coi video lại là mới có 19 ngày à, tại vì ông Tám mà ông nói giờ cắt đi. Để mà ông nói ba cái bông gòn nó nở nè, nó hút nè. Rồi với ông Tám nói để cho Tết cắt một lần nữa. Đó nên giờ ông kêu cắt đi rồi Tết có mặt rồi cắt nữa, nên Điệp cắt nó nghe anh em. Thì cũng một số anh em á, thì cô dì chú bác anh chị nào á mà có nhu cầu mà lấy mặt ông được thì lấy, còn không lấy không được thì điện thoại cho số đôi của Điệp nha, là 0908765334 nó nghe cà nha. Thì các anh em đồng nghiệp cũng thông cảm nha, tại vì như tại những tổ ông như gì đây của ông Tám đồ gào với chủ nhà gào đó, thì anh em cũng gặp thì anh em hỏi thì giống như Điệp thôi. Còn bởi vì Điệp nói anh em thông cảm cho Điệp. Hàng đệ nè, nãy giờ chưa bó rồi, có bó cây đuốc chưa? Rồi vậy à, rồi đó. Rồi mang cái chiếc dép, mắc tiêu rồi, gặp tụi ông mà rớt chiếc dép đi luôn à. Mang đồ vô lắm đó. Rồi giờ Điệp ấp máy nghe nha. Ấp máy rồi Điệp qua bên đó Điệp hút cái tôm đó nha. Mặt trời chá ha. Chá rồi. Còn lại con vịnh cây thang cho thầy đi. Anh trai bắt xong cây thang cho em rồi. Em cảm ơn nghe anh trai. Dạ. Dạ em thấy đó. Thôi khỏi á anh trai ơi. Em lên đó em đốt đi luôn rồi. Tôm trên đó lên nè. Đó. Cũng hơi cao. Đâu đây? Ủa cái vỏ của thầy đâu ta? Thầy có quẩy cá vỏ chưa? Em quẩy hả? À vậy đó. Rồi, lên anh em ơi. Gì gai không nè anh em. Hỏi mà ông Tám ông nó có si huynh nào leo rồi hả? Có người leo rồi mà không thành công anh em. Điệp nói gì vậy anh em đồng nghiệp biết rồi ha. Leo rồi không thành công bị ông Tám ổng phát hiện. Ông gài chị gai gì nè anh em. Từ cái trên này dài xuống luôn nè anh em thấy không? Bởi vì anh em đồng nghiệp cũng thông cảm cho Điệp nha. Điệp thực dây an toàn nha anh em. Điệp đốt ở đây luôn anh em ơi. Lên đó Điệp không có gì diện tích đốt, tỷ lệ nó xuống cao nha. Điệp đốt ở dưới này luôn. Trời có hơi gió. Rồi, cháy một cái coi. Cháy một cái cho đời bớt khổ coi. Rồi cháy anh em ơi. Giờ lên. Ui, nó xuống. Nó già.
giữ rồi không rút được tay. Nhiều ta anh em. Có leo đi lên được. Ui ôi khói. Chúng mà điệp chồm cũng hơi khó nha nè. Để leo lên sợ nó bị sức cấy. Mặt này bự nha. Mặt bự anh em ơi. Hả? Còn nhiều hả? Dạ. Hồi cục mặt này rớt luôn bây giờ nè. Không có thế mà. Anh em ơi. Thì không có thế à, cái quay nó mất đi luôn rồi. Ui.
Thì không có thế. Cục này có khoảng nửa lít hơn. Khỏi nhà nè. Xíu nó rớt rồi, ông nó quất ngay trần cổ. Trời, quất trần cổ phê vậy. Còn không? Quá giờ còn anh em ơi. Địch dớ nó không tới nè chứ. Thầy dớ nó không được. Lên trên thì nó dễ anh em, dưới này nó cũng hơi khó chút xíu. Ui không được rồi. Ui nhiều quá anh em. Thôi đi. Chút ít được anh em ơi. Đu đèo nó khó quá. Leo mà vừa leo lên một đã khó rồi mà lấy nó lại càng khó hơn. Cạo cái kẹo cái chỗ này bị sâu luôn. Chung bên đây cũng nhiều nè. Chỉnh ổ anh em ơi. Đi sâu nè. Đi sâu luôn. Rồi xuống anh em ơi. Tay chân nhớt nhợt à. Quýnh nè, nên máy một viên đây tê người chân. Ủa sao ông hết biết luôn. Mặt hết biết mặt luôn. Ê chết mẹ, quên cái cây khói. Liệu luôn rồi. Để nó không nhắc thầy luôn. Éo nói thầy lên thầy không không coi mà thầy nhắc đệ gì không biết nữa. Thầy cho khỉ khỉa nhau nghe nè cho nó vui mà. Khỉa để chơi. Nhớ tối qua nhà thầy nhắc làm cái chuyện kia nha. Ừ, nhắc đi. Con dám lại vịnh than không? Dám lại.
Dạ. Điệp mới xuống này, gọi gọi chưa? Rồi thì kéo quần lên. Để nó lạnh. Bây giờ vui nha anh em. Dạ mày. Ấy da. Nó quất thầy á. Vô cần cổ ấn mà. Ba bốn mũi luôn. Nó cũng quất con nữa. Quất không? Quất. Này con cầm cái cây khói thôi chứ trước đi con xua. Xua nó cái. Rồi cây thang này giờ để gọi con lại kia đi để thầy hạ cái thang xuống. Không con hạ xuống nó bị mắc chúng mấy cam. Hạ cái thang xuống còn 8 cây. Rồi, để vừa dựa vô cái cây chôm chôm chổng là được rồi. Con coi con ấy giùm coi thầy cái cục pháo hoa nè, con cầm cái gọi này đi. Là mấy cục pháo hoa đó kìa. Nè. Đây thầy lấy cho cây đuốc. Đúng cục pháo hoa nè. Đúng rồi. Cục pháo hoa cục kia kìa. Cầm hết luôn. Đó, trúng. Rồi. Đi lại đây là anh em à. Chó nó hết sủa à. Sủa từ sớm giờ biết là nó mỏi răng luôn, mỏi miệng luôn à. Hả? Đây nè anh em ơi, thì ở đây cái cây này cũng có sư huynh sử đó. Nè. Mà si huynh này cũng gan nè, cũng hơi mạnh á. Mạnh á. Nè anh em, có miếng sơ dừa mà si huynh cũng xử rồi. Tổ ông này không phải hiền đâu, nó giữ mà si huynh này xử miếng sơ dừa này mà không thành công. Không thành công là lý do ra ông Tám ông phát hiện. Đó thì Điệp nói tổ ông giữ anh em dùng cái này á, thì dù ông Tám ông không phát hiện anh em cũng hơi mệt đó nha. Nên Điệp nói sự thật nha. Tại vì Điệp cũng có từng bị rồi. Bây giờ bây giờ quen quá hả? Cái đó tiếp tục nó đâu đưa anh trai nhắm rồi có được cỡ khoảng nhiêu rồi. Quá trời luôn rồi ta, nó xuống ta. Hả? Lít ngoài ha. Rồi đó. Lít ngoài đó cả nhà. Cái này cũng được ta lít mấy cả nhà. Chấm vôi cũng im lắm. Con lặt nhẹ bờ kia ra. Quá trời nó xuống rồi. Đó. Nói chung là cũng im. Rồi đó cả nhà ơi. Giờ Điệp xin gửi lời chi ân chúc đến cô dì chú bác anh chị á. Cho mọi người đất nước có buổi tối xem clip Điệp vui vẻ hạnh phúc yêu thương nha. Có gì quên anh Điệp phải để cho Điệp xin like nó nha cả nhà. Điệp cũng hơi mệt, có gì đó sơ sót không cả nhà thông cảm nha. Giờ Điệp bye bye cả nhà, hẹn cả nhà clip tiếp theo nha. Chào bye bye cả nhà.